chiến đây thì phải đợi em á. Về chiên đi. Ờ, về chiên thì có liền 100 đầy đủ anh ha. Cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nhé. Đây là những hình ảnh về xe cá thịt chiên chiều tối nay của Tô Phương, khá hấp dẫn không các bạn? Sau khi Tô Phương đổi cái nồi mới nè các bạn, thấy như thế nào? Tô Phương hôm nay nhìn khá đẹp gái nha các bạn, mới vừa đi thi cáp quát nhưng chưa có kết quả. Chiên vui vẻ hài hước nhất Sài Gòn nha các bạn. 716 nha. 716 chục đạo. Thấy chụp hình mà tạo dáng ghê không? Phương nói chuyện trăm đem về luôn nè Phương. Đem về chiên. Đúng rồi. Xe cá vi chiên vui vẻ hài hước nhất vui Sài Gòn. Các bạn nhỉ? Các bạn cứ ra thử đi. Mình nói thật sự với các bạn xem clip nhiều á của cuộc sống Sài Gòn TV á thì các bạn thấy những lúc nào mà rảnh đó nha các bạn thì Tô Phương mới diễn trò nha các bạn, rất vui vẻ, rất hài hước. Mọi người ra đây á là vừa thưởng thức cá vi chiên của Tô Phương và vừa xem Tô Phương diễn hài nha các bạn. Bởi vì sao? Có chị á, có chị khách nè, chị nói là cá vi chiên ở đâu cũng vậy thôi nhưng mà lại thích ra Tô Phương. Cho là các bạn cũng hiểu rồi đó nè. Mọi người đứng xếp hàng và những phần cá vi chiên đã chuẩn bị, khi chúng ta đến chúng ta chọn những cái viên cá vi chiên ngon của mình nha các bạn. Hết cải chua rồi hả Tô Phương? Còn ở trong nhà để chút gì vô đấy. Nè, sao chị lại đại đụng đẩy em? Chị lại đụng đẩy em. Còn mấy cái cây ghim vô. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn chị nha. Chào con trai. Trời ơi. Chào con trai. Con trai ra ăn cá vi chiên hả? Này con trai này. Đây cho tôi chiên đây. Đợi chút xíu xong một người đi đã. Kẻ chua nhiều đúng không chị? Xong rồi, quay qua. Đừng có đưa lên đi. Cái gì anh nổi. Ở đây đâu rồi, vừa đói rồi. Kẻ chua nhiều phải không? Nói thật sự là Tô Phương rối luôn các bạn. Hôm nay rồi đến đây. Khá là ơi, tập trung làm đi má ơi. Chị ơi. Khá rối. Không có thời gian nhìn trai đẹp nữa mà. Tô Phương hả? 1 2 3 4 5 6 7 70 nè mấy ơi. Ủa cái mần 120 có chưa vô lâu lắm hả? Cứ lấy cái chị đem về nó thức. Rồi để em chút. Nãy để em về chiên của ai nè? 70 đây. Của chị đâu? Của chị đem về chiên đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rồi. Sao? Đủ thứ đem về chiên. Đem về nha. Của chị đem về chiên luôn đúng không? Cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại xe cá vi chiên cho các bạn xem nè. Những hình ảnh về vỡ trận, nói chung là vỡ trận nha các bạn. Chiều tối nay của Tô Phương cho tất cả các anh chị cô chú thấy được là xe cá vi chiên của Tô Phương như thế nào các bạn nhỉ?
Các bạn thương tôi Phương thì ra 716 Trần Hưng Đạo nha các bạn. 716 Trần Hưng Đạo để thưởng thức cá bi chiên vui vẻ và hài hước nhất Sài Gòn. 120 á. Nửa tiếng đồng hồ anh thấy lâu không anh? Phải nửa tiếng à? Phải nửa tiếng à? Đó, cuộc sống Sài Gòn về đi anh, đem về anh chiên luôn nè. Thằng đây đem về luôn nè, Thu Phương đem về chiên nè. Đem về sẽ nhanh hơn hả? Thông cảm cho Thu Phương nha anh. Ờ. Đó, cuộc sống Sài Gòn TV nè, mình ghi nhận lại xe cá vi chiên của Thu Phương. Nói chung là ngày hôm nay là vở trận toàn tập. Vở trận toàn tập nha các bạn. Đó, mọi người đứng chờ tấp nập. Cuộc sống Sài Gòn TV mình đứng hồi từ hồi chiều giờ từ 6 giờ đó các bạn, đến bây giờ đó là Thu Phương vỡ chậm, đó là tấp nập luôn các bạn. Ẩm thực đường phố Sài Gòn thì lang thang Sài Gòn thì cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại cho tất cả các anh chị các bạn. Nếu xem video mà thấy hay thì có thể là cho cuộc sống Sài Gòn TV một like nha các bạn, cũng như là chia sẻ giúp cuộc sống Sài Gòn TV để mình có động lực quay những cái địa điểm tiếp theo cho về ẩm thực đường phố Sài Gòn cho tất cả các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống Sài Gòn TV. Chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của cuộc sống Sài Gòn TV nha các bạn. Ngắm đường phố Sài Gòn chiều nay ra sao các bạn nhỉ?